song hành cùng các giá trị văn hóa nhân văn đã thổi hồn vào Tinh Công Trình, biến sắt thép Vô Tri trở thành những tổ ấm hạnh phúc sáng lên những chân trời của thành phố Hồ Chí Minh. Mang trên mình sứ mệnh nâng tầm chuyện sống cho người Việt, Vinhomes từng bước kiến tạo những công trình thay da đổi thịt trên khắp Việt Nam, tiên phong kiến tạo các khu đô thị kiểu mẫu, định hình phong cách sống mới với cộng đồng cư dân tinh hoa, văn minh, dẫn dắt thị trường phát triển bền vững và xa hơn nữa là khát vọng vươn tầm quốc tế. Phía sau những kỳ tích, không thể thiếu những trái tim nỗ lực ngày đêm để viết nên những kỳ tích mới. 8 năm đối với Vinhomes miền Nam là một hành trình của ước mơ và chí lớn. Tâm huyết của những nhà kiến tạo, song hành cùng các giá trị văn hóa nhân văn đã thổi hồn vào Tinh Công Trình, biến sắt thép Vô Tri trở thành những tổ ấm hạnh phúc, sáng lên những chân trời của thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa và thịnh vượng. Và không thể thiếu những biểu tượng kiêu hãnh vang danh như Vinhomes Đồng Khởi, Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River. Và gần đây nhất đó là Vinhomes Grand Park đã và đang góp phần nâng vị thế của thương hiệu Vinhomes trên thị trường bất động sản. Vinhomes Đồng Khởi, bước chân tiên phong, đánh dấu cột mốc đầu tiên của Vinhomes tại miền Nam. Vươn lên như một biểu tượng thịnh vượng, sở hữu vị trí vàng độc tôn đắc địa ngay tại trung tâm quận 1, được ví như trái tim Sài Gòn. Vinhomes Central Park, một trong những khu đô thị all-in-one đầu tiên với công viên ven sông 14 hectare, được mệnh danh là thiên đường xanh trong lòng thành phố. Vinhomes Central Park đã tạo nên sự bùng nổ trên thị trường lúc bấy giờ khi bán ra 10.000 căn hộ chỉ trong vòng 1 năm và chào đón 65.000 cư dân đến an cư. Tại trái tim của Vinhomes Central Park, tòa tháp Landmark 81 vươn mình mạnh mẽ, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi trở thành tòa tháp đầu tiên cao nhất tại Việt Nam và top 10 tòa nhà cao nhất thế giới. Vỏn vẹn 1.000 ngày thi công, Landmark 81 chính là biểu tượng kỳ tích cho bàn tay và khối óc người Việt. Vinhomes Golden River, khu đô thị sinh thái cao cấp bậc nhất tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vinhomes Golden River chứng tỏ sức hút giá trị khi chứng kiến kỷ lục thời gian hoàn thiện công trình chưa tới 2 năm và bán 3.000 căn hộ trong vòng 1 năm. Và những tiện ích đặc quyền ngay mảnh đất vàng Ba Son đã tạo thành mảnh ghép hoàn hảo giúp Vinhomes Golden River trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho giới tinh hoa và thượng lưu. Vinhomes Grand Park, đại đô thị 271 hectare với công viên xanh rộng 36 hectare, quy mô hàng đầu Đông Nam Á và một hệ sinh thái all-in-one đã thành hình và trở thành niềm kiêu hãnh của hàng chục ngàn cư dân chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 năm. Vinhomes Grand Park đã thiết lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 10.000 căn hộ The Rainbow bán hết chỉ trong 17 ngày. 10.000 căn hộ bị Origami giao dịch thành công chiếm 90% số lượng căn hộ dự án sau 16 tháng. Cùng với kỷ lục 2.100 căn bị Origami Zen được đăng ký đặt mua chỉ sau 1 ngày ra mắt. 1.400 biệt thự, shop house, boutique villa thuộc phân khu The Manhattan và The Manhattan Glory được giao dịch thành công. Trên hành trình đến vinh quang, Vinhomes miền Nam tự hào cùng đồng hành với đội ngũ các chuyên gia hàng đầu, 66 đại lý phân phối và hơn 10.000 chuyên viên kinh doanh. Hàng ngàn chiến binh kinh doanh khoác lên mình chiếc áo với logo Vinhomes, cháy bỏng ngọn lửa nhiệt huyết và quyết tâm mạnh mẽ tại những sự kiện ra quân hoành tráng, tạo nên sự khác biệt, vì thế riêng cho Vinhomes miền Nam. Thành công là không ngừng lại, những kỷ lục là cơ sở, là niềm tin vững chắc để Vinhomes miền Nam tăng tốc và chiếm lĩnh những đỉnh cao mới, hứa hẹn một diện mạo mới xứng tầm đẳng cấp của thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.